Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một cái dòng loa nữa của Toa. Đó là loa nén phản xạ vành chữ nhật của Toa nha mọi người. Thì cái mã của sản phẩm này là SC615M nha. Thì mình xin giới thiệu cái loa nén phản xạ vành chữ nhật của Toa này á. Nó có đồng thời hai loa, loại là có trở kháng thấp 8 ohm và loại có trở kháng cao 70V trên 100V nha mọi người. Bề ngoài lo là đinh ốc bu lông đai ốc được làm bằng thép trong và được phủ một lớp bột để chống lại các thao tác những cái tác hại của thời tiết đó mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đập hộp cái lo này để xem là cái lo nén vành hình chữ nhật này bên trong nó như thế nào, cho mọi người có thể là hình dung được cái sản phẩm nha. Đó, thì đó, mặt trước và mặt sau nha mọi người. Đó, mọi người có thể hình dung cái sản phẩm. Đó, bây giờ mình sẽ đập hộp ra nha để mọi người có thể là hình dung được. Đó, đây. Nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đập hộp ra để cho mọi người biết là ở bên trong cái lo này nó như thế nào nha. Đây là cái kiểu lo của tôi. Giờ mình sẽ mở ra. Thì nó cũng giống như những cái thiết bị loa khác, nó cũng là cái dạng mà giống như loa cò vậy đó mọi người. Nhưng mà cái loa này là những loa cò lớn, mình có thể hình dung bên trong nó chẳng có gì. Đây là sách hướng dẫn sử dụng, mình có thể hình dung. Mình sẽ lấy cái mẫu loa ra để cho mọi người dễ hình dung đó. Đây, đây là cái mẫu loa Toa, mọi người có thể dễ dàng hình dung được. Đây, kết cấu bên trong đó, mọi người có thể hình dung ha. Đó, kết cấu bên ngoài thì nó có cái dây nguồn nè để mình có thể là đấu vào đó những cái thông số, mọi người có thể nhìn thấy ha. Modem, tất cả các cái thông số của nó. Thì hàng này được nhập khẩu xuất xứ từ Indonesia nha mọi người. Thì cái lo nén phản xạ vành chữ nhật của Toa, mã sản phẩm là SC615M. Đó, mọi người có thể hình dung ha. Thì cái tính năng của cái sản phẩm này, đây là dạng lo nén phản xạ hình chữ nhật nha. Lo SC615M có đồng thời hai lo. Lo có trở kháng thấp là 8 ohm và loại lo có trở kháng cao là 70V trên 100V nha. Bề ngoài lo thì được đính ốc bu lông, đai ốc được làm bằng thép trong, phủ một lớp bột để chống lại các tác động của thời tiết và chống ăn mòn. Đó, mọi người có thể nhìn thấy nha, đai bên ngoài. Đó, như thế này. Đó, ha. Rồi, cái vành lo thì nó làm bằng nhôm chống rung nha mọi người. Đây 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 là cái vành lo. Vành lo này nó được làm bằng nhôm chống rung nha. Mọi người có thể hình dung ha. Phần lựa chọn đầu vào của lo có trở kháng cao được bố trí thuận lợi cho sử dụng. Đây, đầu vào lựa chọn cái trở kháng rất là cao. Đó, mọi người có thể hình dung ha. Được sơn bằng màu trắng nhạt giúp lo phù hợp với môi trường xung quanh. Thì đây là cái màu là màu trắng nhạt nha mọi người.
đó, nó không phải là trắng tinh mà nó hơi ngả màu, hơi bạc bạc một chút đó. Cái này là nó rất phù hợp với những cái dạng mà chống nước, rồi chống chống bụi, chống nước theo tiêu chuẩn IP65 đó mọi người. Thì thông số kỹ thuật của cái loa này đó là công suất là nó là 15W nha mọi người. Trở kháng là 100V-Line 67 ohm, là 15W đó, 15W đó. 1 kW, 1 kW là 10W, 2 kW là 5W, 3.3 kW là 3W, 10V-Line là 330W, 330 ohm là tương đương với 15W đó mọi người, 670 ohm là tương đương với 7.5W. Thì cái này là cường độ âm thanh là 110 dB, áp tuyến tần số là 280 đến 12.000 Hz nha mọi người. Đó, mọi người có thể hình dung cái sản phẩm ha. Đó, tiêu chuẩn chống cháy IP65 nha. Cái này là nó chống cháy luôn nha mọi người. Mọi người có thể hình dung ha. Đó, phần vành lo là nhôm màu trắng nhạt. Phần phản xạ của lo là nhựa ABS màu trắng nhạt luôn nha mọi người. Đó, mọi người có thể dễ dàng hình dung được cái sản phẩm ha. Đó, 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 rất là nhiều. Đó, cái kích thước của lo 222 nhân với 179 là nhân với 234 mm nha mọi người. Đó là RCS đó. Cái trọng lượng của cái lo này là 1,3 kg nha mọi người. Đó, mình có thể hình dung một cái sản phẩm. Chi tiết của cái sản phẩm là nó như thế. Đó, mọi người có thể hình dung ha. Thì hàng về rất là nhiều, mọi người cần cái nguồn hàng có đầy đủ COCQ, có đầy đủ chứng từ đồ này kia đầy đủ, thì mọi người có thể liên hệ với lại thiết bị viễn thông Nam Thắng nha, để mình có thể là có được cái nguồn hàng đầy đủ chất lượng COCQ. Đó, đây, đây là cái sản phẩm lò. Đó, theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất nha. Hàng này được nhập khẩu từ Indonesia nha mọi người. Đó, mọi người có thể là hình dung được bên trong bên ngoài bề mặt loa. Đó, đây. Đó, phía sau đây là dây nguồn. Đó, khi mà đấu nối gắn vào đó, chính hãng từ toa nha mọi người. Đó, hàng đầy đủ COCQ cho nên mọi người cứ tin tưởng mà sử dụng nha, không phải lo gì hết, bảo hành đầy đủ chính hãng luôn. Đó, lo này là 15W nha mọi người. Đó,
Thank you.